hàng chục tỷ đồng được đầu tư để xây dựng hệ thống lò đốt rác với chức năng xử lý rác thải trong sinh hoạt hàng ngày cho người dân địa phương. Thế nhưng, các lò đốt rác này sau đầu tư lại không phát huy hiệu quả. Rác thì ùn ứ, nằm im một chỗ, chưa được xử lý. Người dân hàng ngày vẫn phải chịu cảnh sống chung với rác. Chính quyền địa phương vẫn loay hoay trong thời gian dài để tìm giải pháp tháo gỡ. Có hay không, sự lãng phí trong đầu tư hệ thống các lò đốt rác hiện nay tại một số địa phương trong tỉnh để rồi không phát huy hiệu quả. Lò đốt rác thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong được đầu tư xây dựng từ năm 2010, được hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 1,6 tỷ đồng từ nguồn xây dựng nông thôn mới. Có chức năng xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn thị trấn Cao Phong. Người dân địa phương phấn khởi, cấp ủy chính quyền như giải được bài toán khó trong vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày cho nhân dân thị trấn. Thế nhưng, vài năm nay, lò đốt rác này dừng hoạt động. Trong khi đó, rác thải sinh hoạt của thị trấn Cao Phong hàng ngày vẫn được đưa về điểm tập kết này để chờ xử lý. Lò đốt không hoạt động, khối lượng rác lớn chất thành đống, chưa qua xử lý, bốc mùi nồng nặc đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Chuyên môn cũng đã có cuộc làm việc với lại đơn vị thu gom. Thứ nhất là để đỡ phát tán mùi hôi thì chúng ta xem là có đề nghị với đơn vị thu gom là xem có cái chế phẩm sinh học nào. Chúng ta thường xuyên phun và khử những cái mùi được để hạn chế bớt những cái tối đa cái vấn đề mùi phát tán ra môi trường. Còn cái định hướng sau này thì nếu có rồi thì kinh phí rồi thì yêu cầu là đề nghị đơn vị hợp tác xã thì chúng ta sẽ có cái máy chuyên dụng đẩy lên và tổ thu gom lại phân loại xử lý. Cái nào chôn thì ta chôn, còn cái nào đốt thì ta sẽ đưa vào đốt theo quy định. Những năm gần đây, mật độ dân cư trên địa bàn thị trấn Cao Phong tăng lên, đồng nghĩa với việc lượng rác thải sinh hoạt, thải ra hàng ngày cũng tăng theo. Trung bình mỗi ngày có khoảng 15 tấn rác được đưa về đây để chờ xử lý. Theo quy trình, rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom về điểm tập kết, phân loại, phơi khô trước khi đưa vào lò đốt. Song, nhìn những hình ảnh này có thể thấy, sau một thời gian dài, lò đốt rác này không hoạt động, lượng rác thải sinh hoạt chưa qua xử lý đến nay cũng đã nhiều lên. Theo ước tính, khối lượng rác hiện nay tại điểm tập kết này rơi vào khoảng trên 2.000 tấn. Không có kinh phí là nguyên nhân chính khiến lò đốt rác tạm dừng hoạt động. Trong khi nhiều người lại đặt câu hỏi, liệu sau khi có kinh phí để duy trì hoạt động, lò đốt này có phát huy hiệu quả hay không? Việc thực hiện quy định quan trắc môi trường đối với các lò đốt rác cỡ nhỏ này như thế nào để không gây ô nhiễm môi trường? Chúng rất mong là các cấp các ngành trong thời gian tới, thứ nhất là phân bố làm sao là các cái luồng rác đi qua các xã là có bãi rác thì là sẽ giữ ở các địa phương, nó tránh cái quá tải. Để cái nhất, cái thứ hai là cũng là đề nghị là cung cấp bổ sung kinh phí để làm sao là có thể là xử lý cái tốt cái rác này. Thứ nhất là ngoài cái lò đốt, hiện tại cái lò đốt cũng đã học rồi. Thế đề nghị là cũng là cấp cái kinh phí, thứ nhất là cải tạo lại cái bãi rác, thứ hai là xử lý dứt điểm số rác tồn đọng. Cũng trong tình trạng tương tự, lò đốt rác xã Tây Phong đặt tại xã Nam Phong do Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong phê duyệt theo quyết định số 1969 ngày 22 tháng 9 năm 2017, phạm vi tiếp nhận chất thải rắn trên địa bàn xã Nam Phong. Lò đốt rác này được bắt đầu xây dựng từ tháng 8 năm 2018 và đi vào vận hành từ tháng 5 năm 2019 với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng, cũng từ nguồn nông thôn mới. Hàng ngày có từ 4 đến 5 tấn rác thải được thu gom về đây để xử lý. Từ khi đưa vào vận hành cho đến nay, lò đốt này đã phát huy hiệu quả trong thực hiện chức năng xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác tại lò đốt này còn nhiều bất cập, hạn chế. Rác thải chưa được sử dụng các chế phẩm để xử lý mùi, quá trình thực hiện không phân loại rác. Do đó, không khó có thể nhìn rõ trong đống hợp cho rác sau khi đốt có lẫn các mảnh sành thủy tinh đã vỡ do chưa được phân loại ngay từ bước đầu. Cái vấn đề mà xây dựng nông thôn mới thì mà để cho cái lò rác này mà không xử lý được mà nó ùn tắc hoặc là nó gây ô nhiễm môi trường, phải nói là rất ảnh hưởng đến cái việc là cái việc xây dựng nông thôn mới mà ảnh hưởng đến những cái môi trường, mà ảnh hưởng đến cái những người dân chúng tôi là chịu ảnh hưởng những cái vấn đề khói bụi như này. Rác thì đối với xã Nam Phong là càng ngày càng nhiều. So với những năm trước đây thì có thể là tăng gấp đôi. Cái này cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến
anh em trong tổ thu gom rác thải và ảnh hưởng đến cái độ rác và ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Xử lý rác thải luôn là vấn đề nóng, bức thiết, dù ở bất cứ đâu, từ nông thôn đến thành thị. Tại thành phố Hòa Bình, nhiều năm qua, vấn đề xử lý rác thải luôn là bài toán khó. Tháng 8 năm 2019, thành phố Hòa Bình được đầu tư một khu xử lý tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Hòa Bình với công suất lớn 100 tấn trên một ngày đêm, có chức năng thu gom, xử lý toàn bộ số rác thải cho thành phố Hòa Bình do Công ty Cổ phần Môi trường Bắc Việt làm chủ đầu tư, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hòa Bình trong thực hiện chức năng xử lý rác thải cho thành phố. Khu xử lý rác thải này có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng, với hệ thống đầu tư máy móc hiện đại nhằm đảm bảo các yêu cầu về xử lý rác cho nhân dân thành phố Hòa Bình. Thế nhưng, đi ngược với lợi ích đầu tư ban đầu, khu xử lý rác thải này cũng không phát huy hiệu quả, gây lãng phí trong đầu tư. Cùng với đó là hàng loạt các sai phạm về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành, thu gom và xử lý rác thải. Rác thải thành phố Hòa Bình sau thời gian dài ùn ứ tại các điểm tập kết tạm thời nay đã được di chuyển sang các lò đốt tại địa phương khác để chờ xử lý. Phòng Tài nguyên đã tham mưu cho Ủy ban thành phố thì trình thường trực Thành ủy thì xây dựng cái đề án xây dựng là thu gom rác thải giai đoạn 2021-2025. Thì trong đấy là cũng có là cái công tác tuyên truyền cái nội dung đấy là phân loại rác này với các cái nội dung là về cả các cái quy định là từ khi mà người dân là thực hiện từ trong gia đình mình để phân loại ra nên là xử lý các nội dung đấy cái rác nào mà nó đảm bảo quy định thì sẽ xử lý theo từng cái phân loại theo quy định về cái quy định của rác. Từ những minh chứng đưa ra có thể thấy nhiều tỷ đồng được các địa phương ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án xử lý rác thải với mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới, nói không với ô nhiễm từ rác thải. Thế nhưng trên thực tế, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào vận hành sử dụng, những lò đốt này bộc lộ nhiều bất cập hoặc dừng hẳn hoạt động. Câu hỏi đặt ra, có cần thiết phải đầu tư một cách dàn trải bằng việc mỗi địa phương xây dựng một lò đốt rác? Việc đầu tư quy hoạch ban đầu các lò đốt rác được các địa phương thực hiện chặt chẽ hay chưa, dẫn tới việc lãng phí trong đầu tư và không phát huy hiệu quả như hiện nay? Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, ước tính trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 4 đến 500 tấn rác sinh hoạt trên một ngày đêm. Trong đó, khu vực đô thị phát sinh khoảng trên 127 tấn một ngày đêm. Khu vực nông thôn phát sinh khoảng 379 tấn một ngày đêm. Trong khi đó, có tới 80% rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Chỉ có khoảng 20% được xử lý bằng phương pháp đốt. Cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc Ủy ban nhân huyện về lĩnh vực bảo vệ môi trường thì định kỳ chúng tôi cũng vẫn tiến hành phối hợp với các ngành và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động của công ty và đặc biệt nữa là Sở Tài nguyên Môi trường. Định kỳ hàng quý đều có các cái cuộc kiểm tra rất là nghiêm ngặt về chuyên môn đối với công ty. Chính vì vậy mà cái việc thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng là một trong những yếu tố quyết định đến cái việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp nói chung. Khi triển khai đầu tư xây dựng, nhiều mô hình lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh từng được xem là những mô hình hay, hướng đi mới trong việc giải quyết những bất cập về rác thải cơ sở. Tuy nhiên, những lò đốt rác này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, rồi rơi vào tình trạng dừng hoạt động. Nguyên nhân có thể kể đến như công nghệ lạc hậu, quy mô đầu tư, vận hành, cũng như việc xã hội hóa để duy trì hoạt động gặp khó khăn. Để sớm giải quyết nhu cầu bức thiết về rác thải tại các địa phương, dư luận không khỏi mong mỏi những dự án trên đây sẽ sớm được triển khai, vận hành và phát huy hiệu quả trở lại, tránh gây sự lãng phí trong đầu tư.